đến. Ông nội, ông chính là người bạn thân, người luôn quan tâm, chăm sóc, lắng nghe tôi chia sẻ và tâm sự từ chuyện học hành đến chuyện bạn bè. Nhưng người bạn thân ấy chưa từng được tôi ôm tay, hôn lên má và nói rằng: "Nội ơi, con thương nội nhiều, nhiều lắm." Bây giờ lời yêu thương ấy tôi vĩnh viễn không thể nói được nữa, vì nội tôi đã đi xa mãi rồi. Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đây mà đã 3 năm kể từ ngày người bạn thân ấy của tôi ra đi mãi mãi. Nhưng hình ảnh về nội, người bạn thân ấy vẫn luôn bên tôi, không một chút phai mờ. Tôi còn nhớ nội luôn để phần quà bánh cho tôi mỗi khi tôi đi học về. Lúc nào nội cũng bảo tôi ăn nhiều cho mập, cho khỏe, vì thấy tôi nhỏ con so với bạn bè đồng lứa. Tôi không thể nào quên được cái hình ảnh nội hay sờ tay, xoa đầu và bảo tôi đi cân thử coi nên có lên ký không, có cao lên ít nào không. Mắt nội bị cườm và dùng đã mổ 2-3 lần vẫn không đỡ mấy. Nhưng với tôi, đôi mắt ấy vẫn sáng lắm, tinh lắm, luôn nhìn thấy mọi buồn vui, khó khăn, trăn trở trong tôi để sẵn sàng chia sẻ. Ngày nội mất, tôi thấy nội nằm bất động trên giường, đôi mắt nhắm nghiền lại. Tôi gọi nội mãi, nội không nghe, không trả lời tôi. Tôi thấy mọi thứ như sụp đổ. Tôi chẳng biết làm gì, nói gì mà chỉ biết khóc. Những kỷ niệm ngày xưa ùa về, mơ ước bé nhỏ của tôi lớn lên là được giống như chị hai, đi học xa nhà, hàng tuần được gọi điện về nhà hỏi thăm: "Nội ơi, nội có khỏe không? Cuối tuần rồi con sẽ về nha nội." Mơ ước ấy tôi không bao giờ thực hiện được nữa. "Nội ơi, con thấy ân hận lắm vì suốt bao thời gian được ở bên nội, chưa một lần con dũng cảm đứng trước nội và nói: 'Con thương nội nhiều lắm, nội ơi.' Giờ đây tôi chỉ biết mình cần phải nói lời yêu thương ấy với ba, mẹ, chị hai và tất cả mọi người trong gia đình để không bao giờ phải hối tiếc thêm một lần nào nữa. Các bạn cũng vậy, hãy nói những lời yêu thương với đấng sinh thành và những người mà mình yêu thương các bạn nhé. Đời mẹ nặng gánh long đong, dòng sông cứ êm đềm trôi mãi. Đời mẹ như những đám lục bình cứ lên đêm trên dòng sông vô định, kiếm tìm hoài và bán yêu thương. Gia đình nghèo, khó khăn, túng thiếu, cùng với bao lo toan trong cuộc sống đã làm mẹ ngày càng trở nên cấu gắt và khó chịu hơn. Cuộc đời mẹ là những ngày tháng đối mặt với bao gian lao khó nhọc, lớn lên trong một gia đình đông em, mẹ là chị cả. Khi sinh ra mẹ thì bà ngoại mất, ông ngoại bước thêm bước nữa. Mẹ sống cảnh gì ghẻ con chồng đầy cay đắng và khổ sở. Khi đến tuổi lập gia đình, lại theo sự ép buộc của ông ngoại mà phải lấy người mình không thương. Chồng đam mê cờ bạc, rượu chè, không lo cho vợ con. Mẹ một mình làm việc nuôi con, khi sức chịu đựng của con người có hạn, mẹ quyết định ly hôn. Ngày tháng trôi qua, mẹ gặp được ba, người đàn ông đã có gia đình, vợ vừa mất vì bạo bệnh, bỏ lại hai con thơ. Mẹ thương hai đứa trẻ và yêu ba vì ba hiền lành, chịu thương, chịu khó. Mẹ về sống với ba bằng tất cả tình thương, chung tay góp sức để nuôi đàn con, rồi con cũng chào đời. Kinh tế gia đình sa sút, anh trai bệnh nặng, ba phải bán đất để chữa bệnh cho anh. Gia đình ngày càng khó khăn nên ba đi làm thuê rất xa để lại mẹ một mình, vừa nuôi con vừa quán xuyến mọi chuyện trong nhà. Lâu lâu ba mới gửi tiền về một lần nhưng số tiền chẳng là bao. Mẹ phải buôn bán làm lụng để kiếm thêm, dù cố gắng nhưng vẫn thiếu hụt, chỉ có nồi cá kho mà ăn về sẵn đến 3 ngày cũng chưa hết. Xa chồng không người tâm sự, gia đình cũng thiếu là mẹ càng khó khăn hơn. Con là đứa trẻ hiếu động nhưng chưa làm ai phiền lòng, ai cũng yêu thương con. Chỉ có mẹ là hay đánh và mắng con nhiều nhất. Dù con không làm gì sai trái, nhưng dường như ngày nào con cũng bị đánh. Mỗi lần ba về, con hay tâm sự với ba. Ba chỉ nói rằng: "Gán đi con, mẹ con là vậy." Con vẫn dạ, nhưng con buồn lắm. Con không cần gì cả, con không đòi hỏi mẹ một điều gì. Trong tâm trí con, dường như ai cũng yêu thương con, chỉ có mẹ là không thương con mà thôi. Những đứa trẻ trong xóm được ba mẹ yêu thương lo cho thần tí. Mỗi khi ba mẹ tụi nó la rầy tụi nó còn cãi lại, còn con thì không bao giờ cãi lời mẹ, lại còn hay giúp đỡ mọi người, ai cũng thương con, sao mẹ lại như vậy? Có một lần mẹ đánh con nhiều lắm, lúc đó con hận và ghét mẹ rất nhiều. Con chui xuống dưới tủ thờ và viết bên đó những suy nghĩ của con: "Tôi ghét, tôi hận bà lắm." Rồi một ngày, trong lúc lau nhà, mẹ vô tình thấy được, đợi con đi học về, mẹ bảo: "Viết cái gì dưới tủ thờ thì xóa nó đi, con chỉ biết cười mà thôi." Thời gian trôi qua, ba không đi làm thuê nữa mà sang Campuchia làm ăn. Vợ ba có người phụ nữ khác, con thấy mẹ buồn và hay khóc lắm. Những giọt nước mắt mẹ rơi làm con thấy nghẹn lòng. Cứ mỗi lần nghe mẹ ru em ngủ là lòng con đau thắt. Con thấy thương mẹ lắm và hứa với lòng rằng sẽ cố gắng làm gì. Từ
Hồi đó hai mẹ con cùng đi làm chung và con cảm thấy gần gũi nghĩa hơn, có chuyện gì cũng tâm sự với nhau. Học hết lớp 9, con quyết định nghỉ học, lên Đồng Nai làm rồi về thành phố, cuối cùng là về Bình Dương. Thời gian sau mẹ con mới hiểu được bao lo toan mà lâu nay mẹ vẫn phải gánh chịu. Nào là tiền ăn, tiền uống, điện, nước, những cái khiến con thật mệt mỏi. Nhưng nơi đất khách quê người, con đã nhận được một niềm hạnh phúc là biết đến Phật Pháp. Con thấy thương mẹ nhiều hơn, tuổi thơ con ghét và hận mẹ bấy nhiêu thì bây giờ con lại thương mẹ gấp bội lần như vậy. Cảm ơn mẹ đã sinh con ra trên cõi đời này để con có thể biết đến Phật Pháp. Dù cuộc đời này con có yêu ai hay đi đến chung trời góc biển nào thì người con yêu quý nhất vẫn là mẹ. Sáu năm gian khổ với đời cho con hiểu được đúng lòng mẹ yêu. Công chúa nhỏ của mẹ. Ngôn ngữ trần gian như túi rách đựng sao đầy hai tiếng mẹ yêu. Thật vậy, đối với con hai từ đó sao khó nói đến lạ. Mẹ biết không, giờ này ngoài trời đang mưa, mưa tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm con nao lòng. Và gió cứ thế thổi vào người con từng cơn lạnh buốt. Người dưới mái già lam này không hiểu sao nước mắt con rơi. Mẹ ơi, mẹ nhớ không những lần con ngộ nghịch, những lần con cãi lời mẹ, những lần mẹ đánh con và nhiều những lần khác nữa. Những lúc đó con chỉ muốn thét lên rằng con ghét mẹ lắm, mẹ không phải là mẹ của con, mẹ chết đi. Sao con có thể nói ra những lời như thế, con hư quá phải không mẹ? Và sau những lần như vậy, mẹ thường vào phòng, đóng cửa lại. Con lại nghĩ sao mẹ vô tâm thế, mẹ có thương con không? Thật sự, con có phải là con của mẹ không? Con nào biết mẹ làm vậy để giấu đi những giọt nước mắt của mình. Những câu hỏi cứ thế lặng lẽ lớn dần trong tâm trí con. Thời gian vẫn vô tình trôi và con không biết rằng tự bao giờ có một bức tường vô hình ngăn cách mẹ con ra. Để thấy con sợ lắm, những lần phải đối diện với mẹ, tìm cách tránh né ánh mắt mẹ rồi lờ đi những câu hỏi của mẹ. Con không được đi chơi, không được kết bạn, không được làm những gì mình thích. Nhưng thế cũng không sao, vì từ nhỏ đã vậy. Và một lần mẹ bảo con đừng đi hát nữa, lúc đó con đã khóc, khóc rất nhiều. Mẹ cấm con cái gì cũng được, nhưng ca hát không chỉ là sở thích của con mà là cả một ước mơ. Và mẹ là người biết rõ điều này hơn ai hết. Con thấy mình như một tù nhân không có tự do và cả tự chủ. Con bắt đầu muốn ra khỏi nhà. Cuối cùng ngày đó cũng đến, con đậu vào trường cấp 3 tại huyện. Lúc đó mẹ vui lắm, nhưng mẹ nào biết con còn vui hơn. Vui không phải vì đậu vào ngôi trường như vậy mà vì con sắp được tự do. Con sẽ như con chim sổ lồng sẽ được tung tăng bay nhảy. Mẹ ơi, nhưng hình như con đã sai. Giặt đồ, rửa chén, nấu cơm, những công việc mà trước đây chưa bao giờ con đụng tới, bây giờ con phải tự phải làm. Nhớ lại lúc còn ở nhà, mỗi khi ngủ dậy, áo quần con đã được treo lên ngay ngắn, đi học về là có cơm ăn, chỉ có thế. Con ăn rồi lại học, vậy mà có biết quý đâu. Vậy rồi bây giờ con phải tự mình đi chợ, tự mình vào bếp rồi tự mình dọn ăn. Nhờ vậy, con mới biết mẹ quan trọng như thế nào. Khi con đã yên giấc, mẹ vẫn còn thức. Khi con chưa dậy, mẹ đã lo xong xuôi buổi sáng. Mẹ phải chắc chiêu tuần đồng để lo cho con bằng bạn, bằng bè. Mẹ lại phải lo cơm, áo, gạo, tiền. Tại mà con có chịu hiểu cho mẹ đâu. Rồi người từng trải nên mẹ biết được những khó khăn, thử thách và sự thật phía sau ánh hào quang kia. Mẹ xót xa khi thấy con khóc, buồn khi thấy con đau. Mẹ không nỡ nhìn thấy con, mẹ thất bại để rồi không thể đứng vững một bước tiếp trên con đường nghệ thuật đầy chông gai ấy. Và mẹ đã dùng cách ngăn cản để giúp con từ bỏ. Vì mẹ biết chỉ có như vậy thì mới giúp đứa con gái cứng đầu này được. Mẹ ơi, từ lúc con nhận ra những điều này đến nay, con vẫn chưa đủ dũng khí để nói cho mẹ biết. Nhưng mẹ biết không, con rất muốn xào vào lòng mẹ và kể cho mẹ nghe về những chuyện ở trường, ở lớp, tâm sự với mẹ về những hiểu lầm với nhỏ bạn thân hay nhờ mẹ tư vấn về cậu bạn con rùa quen. Và hơn hết là được khóc trong vòng tay mẹ để rồi được mẹ vỗ về, an ủi, động viên. Mẹ ơi, con thật không cứng rắn như vẻ ngoài của con, không bất cần như sự lạnh lùng của con thể hiện. Sự cứng rắn đó chỉ là do sự ương bướng và lòng tự tôn của một con bé cứ nghĩ mình đã lớn, muốn chứng tỏ mình mà thôi. Rất nhiều lần con muốn đến bên mẹ, nói cho mẹ biết những suy nghĩ của con. Bố mẹ nhận ra con của mẹ cũng yếu đuối, cũng cần sự yêu thương, chăm sóc của mẹ. Giờ nhìn lại, con thấy mình có một chút ân hận, một chút thổ thẹn và một chút gì đó trẻ con. Ngày trước bạn bè thường gọi con là công chúa, nhưng bây giờ con mới thật sự cảm nhận mình là công chúa, một tiểu công chúa vì mẹ, vì có mẹ thương yêu. Mẹ ơi, còn vô vàn những điều con muốn nói với mẹ, nhưng ngay giờ phút này đây con chỉ biết nói với mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ yêu ơi.